Lưu Ốc nữa. Đây anh Trương Quý Oanh này. Hôm qua bay lắc uống rượu kinh khủng, hôm nay lại ra đù. Ăn trong máu rồi cần gì. Say vẫn đù được, say đù. Đấy, càng say. À, fan hôm nay fan say không ra nhỉ. Thứ bảy chủ nhật ra đây đu. Ngày thường bận thì... con gái đẩy con gái Tây con đu bay kinh không? Nhìn ra để cho bác ấy đủ. Rồi đẩy nó ra đây, đẩy nó ra đây. Đẩy ra đây. Dạ. Vâng, nó chạy xong rồi. Kiểu cách nảy này sẽ hơn. Đây chưa có một em bay lắc lên cây à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.